Khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống về người công nhân hốt rác kêu đời khiến nhiều người tan chảy. Với ngành nghề xã hội, họ được gọi là công nhân vệ sinh môi trường, còn theo cách dân dã thì đó là những người hốt rác. Lặng thầm với công việc của mình, họ thức khuya dậy sớm, không quản nhọc nhằn, chẳng nề hà bụi bặm, hôi hám để dọn dẹp, gìn giữ cho môi trường được sạch sẽ. Mới đây, khán giả của Sài Gòn TV đã gửi một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của người công nhân hốt rác yêu đời trên đường đi làm về. Có thể thấy người công nhân thu gom rác đang làm nhiệm vụ nhưng đã làm sống lại tuổi thơ của bao người với trò thổi bong bóng xà phòng một cách ngẫu nhiên nào đó. Người xem vô cùng thích thú khi chứng kiến cảnh này. Dẫu bằng lòng với công việc của mình nhưng nghề nào cũng có nỗi niềm riêng, áp lực công việc là điều không tránh khỏi. Vì vậy khi có những khoảnh khắc giải lao nghỉ ngơi, hy vọng tất cả mọi người đều sẽ tìm được niềm vui nho nhỏ tương tự như những hình ảnh trong video trên. Khi trình độ nhận thức của xã hội đã đạt mức chuẩn, không ai xem thường nghề nghiệp nào và hiểu cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu bóng dáng người công nhân âm thầm dọn vệ sinh làm sạch môi trường. Công việc nào cũng có những giá trị riêng và tinh thần trách nhiệm như nhau. Các bạn nghĩ sao về những hình ảnh đáng yêu này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.